Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tư vấn về các trường tại Singapore của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin giải đáp thư của các bạn gửi về cho Tân Đại Dương chuyên về các câu hỏi liên quan đến chọn trường học ngành thiết kế. Thì sau khi ra trường để tìm một công việc phù hợp, cơ hội thăng tiến cao, đó là niềm mơ ước của rất nhiều người. Do đó, việc tìm hiểu xã hội trước khi mà bắt tay vào học một ngành nghề nào đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng và điều đó sẽ quyết định tương lai cho bạn sau này. Và một công việc được cho là dễ xin khi mà xã hội đang cần và nhu cầu tuyển dụng cao hơn so với nguồn lao động hiện có trên thị trường. Và với sự đổ bộ ào ạt của các công ty nước ngoài vào Việt Nam đã kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực cho ngành thiết kế. Và thời gian gần đây thì nhiều bạn du học sinh đã chọn và tìm hiểu ngành thiết kế để làm cái ngành mà học cho mình trong tương lai. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giải đáp thư của các bạn xoay quanh cái vấn đề chọn trường học ngành thiết kế. Đầu tiên là câu hỏi của bạn Võ Trường Toản ở Rạch Giá, Kiên Giang. Bạn Toản có hỏi rằng: em đang tìm hiểu thông tin một số trường tại Singapore có đào tạo ngành thiết kế, trong đó em có quan tâm đến trường Raffles và em thấy là trường có nhiều cơ sở và ở nhiều quốc gia khác nhau, và em rất muốn là nhờ công ty tư vấn rõ hơn về trường này. Thì đúng như là bạn Trường Toản đã tìm hiểu thì trường Raffles là trường chuyên đào tạo về ngành thiết kế và có campus tại các quốc gia như là Úc, Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Campuchia. Thì hệ thống giáo dục của Raffles bao gồm như là Học viện Thiết kế Raffles, Học viện Kinh doanh Raffles, Học viện Công nghệ Thông tin và Học viện Thiết kế và Kinh doanh Raffles Sydney ở Úc. Thì Học viện Thiết kế Raffles là trường chuyên đào tạo về ngành thiết kế hàng đầu ở châu Á, Thái Bình Dương, đã được chính phủ Singapore cấp chứng nhận SQC. Đây là dành cho những trường đào tạo về chương trình giảng dạy cũng như là đạt tiêu chuẩn chất lượng tại Singapore. Và Học viện Thiết kế Raffles Singapore thì nằm trong tòa nhà đồ sộ gồm 2 tầng hầm và 4 tầng trên mặt đất, cạnh khu vui chơi giải trí Riverside của Singapore và đối diện với khu du lịch Parkway nổi tiếng. Thì rất thuận tiện cho sinh viên khi mà tới đây học tập cũng như là sinh hoạt. Thì để tìm hiểu thêm về trường thì bạn Toản có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi của anh Quốc Dũng. Thì anh Quốc Dũng có hỏi như sau: qua tìm hiểu các thông tin về trường đào tạo ngành thiết kế thì tôi có tìm hiểu thông tin về trường Raffles, nhưng mà thông tin về trường còn hạn hẹp. Nhờ công ty có thể là tư vấn giúp tôi về những cái vấn đề về trường như là ưu điểm khi học tại trường thì như thế nào, khi mà học tại trường thì có thể là chuyển tiếp qua các cơ sở khác của trường hay là không. Thì anh Dũng thân mến, trường Raffles là trường chuyên đào tạo về ngành thiết kế và điểm nổi bật của trường đó là sự đầu tư chú trọng đến việc thực hành cho sinh viên, và mỗi ngành thì đều có phòng thực hành riêng và đầy đủ các cơ sở vật chất cũng như là thiết bị trong phòng thực hành về như là thiết kế thời trang, thiết kế đèn, lớp học vẽ hay là lớp học chất liệu v.v. Và các lớp học thực hành thì với sĩ số rất là ít, chỉ từ 15 cho đến 20 học sinh trên một lớp học, thì đảm bảo sinh viên đều có thể là theo dõi cũng như là quan sát cao nhất. Và đội ngũ giảng viên thì là có chuyên môn và giàu kinh nghiệm, có tới 60-70% giảng viên đến từ các nước châu Âu và châu Mỹ. Trường cũng cung cấp các khóa học kỹ năng mềm miễn phí như là miễn phí khóa học viết CV ấn tượng hay là những kỹ năng phỏng vấn chuyên nghiệp v.v. và để giúp cho sinh viên dễ dàng hơn trong việc là tìm việc làm sau khi ra trường. Đặc biệt thì trường còn có hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế thông qua lớp học Anh văn miễn phí, đó là một thầy một trò. Cụ thể là nếu sinh viên nhận thấy là khả năng Anh văn của mình là chưa được tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu học tập thì có thể liên hệ với nhà trường để đăng ký lớp học này. Và trường đào tạo chương trình cử nhân chỉ trong vòng là 3 năm và thạc sĩ là 1 năm. Và bằng cấp của trường cấp thì do trường Raffles Sydney cấp bằng. Vì Raffles Sydney thì được chứng nhận bởi Bộ Giáo dục Úc nên là bằng cấp của Raffles được công nhận trên toàn thế giới. Và trường thì cũng cho phép sinh viên quốc tế là chuyển trường trong quá trình học tập. Ví dụ như sinh viên đang học chương trình cử nhân 3 năm thì sau 2 năm học cao đẳng nâng cao thì các bạn có thể chuyển sang một trường trong hệ thống của Raffles để học tiếp chương trình cử nhân năm cuối, và các bạn cũng có thể là có cơ hội là trải nghiệm cái nền giáo dục và văn hóa mới. Trong thời gian theo học chương trình cử nhân thì các bạn sẽ được thực tập trong vòng một học kỳ, và đây là cơ hội tốt để các bạn có thể tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học cũng như là có công việc
giúp cho các bạn là hỗ trợ tốt trong công việc trong tương lai sau khi mà các bạn ra trường. Và để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục hồ sơ nhập học của trường, điều kiện đầu vào của trường ra sao thì các bạn tham khảo tại website tandaidương.edu.vn hay là tdv.com, hoặc là các bạn liên hệ ngay đến công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam ở địa chỉ quận 1, quận 5 hay là Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào tất cả các bạn và đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Hồng Vân để biết được lý do vì sao bạn lại chọn đảo quốc sư tử Singapore làm điểm đến du học của mình nhé. Chị xin chào Hồng Vân. Xin chào chị. Rồi, Hồng Vân có thể giới thiệu đến với các bạn về bản thân của em được không? Em tên là Nguyễn Thị Hồng Vân. Em ở Đắk Lắk. Em vừa tốt nghiệp cấp 3. Bây giờ là em có dự định để qua Singapore để tiếp tục ước mơ của mình đi học. Sở thích của em thì rảnh rỗi thì em thường là lướt web để nghiên cứu, học tập thêm, xem phim, đi dạo bạn bè. Chị cho chị hỏi là lý do vì sao em lại chọn Singapore để làm điểm đến với học của mình? Tại vì Singapore là một đất nước gần Việt Nam, cũng có nhiều người Việt Nam mình sinh sống ở đó, lại món ăn của người Việt Nam thì rất là dễ ở Singapore. Singapore rất là đẹp, trong sạch. Nước Singapore là một nước có nền giáo dục rất là tiên tiến so với các nước trên thế giới. Nếu vậy thì cái lộ trình mà khi Vân qua bên Singapore học thì nó sẽ như thế nào vậy em? Lộ trình của em là đầu tiên là học tiếng Anh. Tại tiếng Anh của em không được tốt nên là em muốn trau dồi thêm vốn tiếng Anh của mình. Em học 2 cấp độ. Rồi sau đó em sẽ tiếp tục học cao đẳng ngành là quản trị nhà khách sạn của trường Nam Giang. Sau đó nếu có thể thì em sẽ tiếp tục lên đại học. Em chọn trường Nam Giang vì sau khi học cao đẳng 8 tháng em có thể đi thực tập và có thể tự kiếm tiền chi phí cho học tập của mình sau này. Rồi khi mà em làm hồ sơ đây thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương qua những trang web và bạn bè của em giới thiệu. Em làm hồ sơ ở đây thì có các chị tư vấn viên đó là tận tình tư vấn cho em, chỉ dạy em từng bước để em hoàn thành hồ sơ rất là nhanh. Người tư vấn của em là chị Hồng Ly. Bắt đầu em tới thì em cũng rất là bỡ ngỡ, không biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu, nhưng mà chị rất là nhiệt tình hướng dẫn cho em từ đầu tới cuối, rất là dễ dàng. Rồi nếu vậy thì sau khi mình học qua xong ở Singapore đó thì em có dự định gì cho tương lai của mình chưa? Sau khi học ở Singapore thì em thích được làm việc tại Singapore và hoặc là em sẽ quay về Việt Nam để làm việc ở đất nước mình. Nhà lúc đó thì em đang ở nhà và em nhận được cuộc điện thoại của chị Ly là tư vấn viên của Tân Đại Dương gọi cho em, tức là em rất là vui, rất là bất ngờ, không ngờ lại nhanh như vậy. Bây giờ em có thể sang Singapore để du học rồi. Nếu mà bạn bè hay người thân của em có ý định là du học thì tất nhiên là em sẽ giới thiệu Tân Đại Dương cho bạn bè và người thân mình. Tại vì dịch vụ của Tân Đại Dương rất là tốt. Chị cảm ơn những chia sẻ của Hồng Vân đã đến cho các bạn ha. Và chị hy vọng rằng là sau cái thời gian học của em thì em sẽ có thể thực hiện được cái ước mơ mà em mong muốn nha. Dạ, em cảm ơn chị. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã phần nào hiểu được lý do vì sao Vân lại chọn Singapore làm điểm đến với học của mình rồi. Và những bạn nào cũng đang có định đi du học thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Ngoài ra cần hỗ trợ nào thêm nữa các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.